Hoàng tử Harry lặp lại vết nhơ của Hoàng gia Anh cách đây 84 năm, kết hôn với phụ nữ Mỹ từng lì dị và rời khỏi gia đình như vua Edward VIII. Hoàng tử Harry đã lặp lại lịch sử cách đây 84 năm từng bị coi là vết nhơ của Hoàng gia Anh và gây chấn động thế giới lúc bấy giờ. Khi vợ chồng Hoàng tử Harry, Meghan Markle đưa ra tuyên bố gây sốc khi quyết định rời khỏi nhiệm vụ Hoàng gia cao cấp, đã khiến truyền thông và dư luận nhớ lại lịch sử 84 năm về trước, từng là nỗi ám ảnh của Hoàng gia Anh. Vào năm 1936, vua Anh Edward VIII đã gây chấn động thế giới khi chấp nhận thoái vị để được kết hôn với người phụ nữ mà mình yêu, bà Gwladys Simpson. Điều đáng chú ý là cả bà Gwladys Simpson và Meghan Markle đều có nhiều điểm chung, đó là cả hai đều sinh ra và lớn lên ở Mỹ, đồng thời họ đều đã ly hôn. Cả hai người phụ nữ cũng được ví là nàng lọ lem ngoài đời thực và sự xuất hiện của họ đã gây sóng gió trong gia đình Hoàng gia Anh. Cả hai cuộc hôn nhân đều ngốn rất nhiều giấy mực của báo chí, ủng hộ có và gây tranh cãi cũng có. Vào thời điểm lúc bấy giờ, bà Gwladys Simpson có mối quan hệ tình cảm với vua Edward VIII khi vẫn chưa ly hôn với người chồng thứ hai, là gái nạ dòng lại lớn hơn tuổi nhà vua nên việc bà sẽ là hoàng hậu của Vương quốc Anh trong tương lai là một điều không thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, khi ấy Vương quốc Anh đồng thời đảm nhận trách nhiệm người đứng đầu giáo hội cơ đốc giáo Anh. Chính vì vậy, việc ly dị hay kết hôn với người từng trải qua lần đò là một điều cấm kỵ. Bất chấp sự phản đối của các thành viên trong gia đình, Edward VIII quyết định thoái vị, nhường ngôi cho em trai là George VI, khiến cả nước Anh và thế giới chấn động. Edward VIII là vị vua đầu tiên của nước Anh thoái vị vì người mình yêu. Một bộ phận ca ngợi tình yêu của cặp đôi và lên tiếng chúc phúc cho họ, nhưng cũng có nhiều người phản ứng gay gắt trước sự lụy tình của vị vua này. Tuy nhiên, nó vẫn bị coi là một vết nhơ trong lịch sử Hoàng gia Anh. Thậm chí, nữ hoàng Anh lúc bấy giờ tỏ ra tức giận và bất bình trước quyết định của bác mình. 84 năm sau, Hoàng tử Harry lại lặp lại lịch sử ấy khi anh tuyên bố kết hôn với cựu diễn viên người Mỹ 34 tuổi đã qua một lần đò, Meghan Markle. Công thức xử sở sách được cho là phớt lờ lời khuyên của anh trai William là cần phải suy nghĩ kỹ về việc kết hôn này để kiên quyết lấy người mình yêu. Dư luận cũng chia thành hai luồng ý kiến, một bên ca ngợi tình yêu lãng mạn của họ và tin tưởng rằng Meghan Markle sẽ thổi một làn gió mới cho gia đình hoàng gia. Một bên thì không ủng hộ mối lương duyên này vì họ cho rằng cựu diễn viên người Mỹ có lối sống quá khác biệt, không phù hợp là một thành viên hoàng gia. Điểm khác duy nhất giữa hai cuộc hôn nhân gây chấn động hoàng gia này là vua Edward VIII thoái vị xong mới kết hôn với bà Gwladys Simpson. Trong khi đó, sau khi kết hôn được 2 năm, chứng kiến việc Meghan Markle phải hứng chịu búa rìu dưới dư luận, sự tấn công của truyền thông cùng với những áp lực từ cuộc sống hoàng gia, hoàng tử Harry mới quyết định thoái vị, rút khỏi vai trò là thành viên hoàng gia cao cấp và kiên quyết quay lại Canada càng nhanh càng tốt để cùng vợ phát triển con đường đi riêng của họ. Rõ ràng có thể thấy, Hoàng tử Harry và Edward VIII đều có điểm chung là nghe theo tiếng gọi của tình yêu. Họ đều lựa chọn chống đối lại gia đình để bảo vệ người phụ nữ mà họ quyết định gắn bó. Tuy vậy, hành động của cả hai người đã ảnh hưởng ít nhiều đến Hoàng gia Anh, gây ra tình trạng hỗn loạn và căng thẳng. Sau khi thoái vị và kết hôn với bà Gwladys Simpson, mối quan hệ giữa Edward và các thành viên còn lại trong hoàng gia đã trở nên căng thẳng trong nhiều thập kỷ. Ngoài ra, hai bên còn xảy ra tranh cãi về những khoản trợ cấp từ hoàng gia dành cho Edward sau khi ông này thoái vị. Trong khi đó, vợ chồng hoàng tử Harry cũng gây ra căng thẳng khi họ muốn được tự chủ về kinh tế nhưng vẫn giữ tước hiệu hoàng gia. Việc những khoản trợ cấp nào sẽ được giữ lại cho cặp đôi này đang là một vấn đề đau đầu của hoàng gia. Số phận của vợ chồng hoàng tử Harry Meghan Markle trong hoàng gia Anh vẫn chưa được định đoạn quyết định. Mặc dù vậy, sự thoái vị của hoàng tử Harry vẫn đang được bàn bạc và nữ hoàng Anh chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Không một ai biết được chắc chắn liệu rằng công thức xử sở sách có đang lựa chọn con đường đi đúng đắn hay không khi anh sẵn sàng đánh đổi cả đại gia đình để chạy theo người mình yêu. Những tiết lộ đáng kinh ngạc về Hoàng gia Anh. Những tiết lộ đáng kinh ngạc về Hoàng gia Anh dưới đây giúp mọi người hiểu thêm về các thành viên hoàng gia nổi tiếng ở xứ sở sương mù. Hoàng gia Anh sở hữu khối tài sản khổng lồ và là những người giàu có.
Hoàng gia Anh sở hữu khối tài sản ròng trị giá 550 triệu USD. Trong đó, nữ hoàng Anh xếp thứ 257 người trong danh sách những người giàu nhất nước Anh. Mặc dù có khối tài sản trị giá lớn, nhưng các thành viên hoàng gia Anh không được phép bán như đất đai và một số tài sản khác theo quy định của pháp luật. Đây là một tiết lộ đáng kinh ngạc về hoàng gia Anh. Theo luật pháp, nữ hoàng Anh sở hữu hàng loạt các loài động vật dưới nước trong vùng biển thuộc sở hữu của Anh như cá rồng, cá voi, cá heo. Điều luật này đã tồn tại từ năm 1324 do vua Edward đệ nhị ban hành và được áp dụng cho đến nay. Một trong những điều bất ngờ khác về hoàng gia Anh đó là nữ hoàng Anh có tới 2 ngày sinh nhật. Ngày sinh chính thức được ghi trên giấy tờ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là ngày 21 tháng 4. Bên cạnh ngày này, nữ hoàng Elizabeth còn tổ chức một ngày sinh nhật khác là vào một ngày thứ bảy trong tháng 6. Nữ hoàng Elizabeth là người trị vì lâu nhất ở hoàng gia Anh, người đã ở ngôi 63 năm. Các thành viên trong hoàng gia Anh là những người thông minh có học vấn cao, trong số đó có hoàng tử William. Năm 2001, hoàng tử William theo học tại Đại học St Andrews ở Scotland. Năm 2005, hoàng tử William tốt nghiệp Đại học St Andrews, ngôi trường luôn nằm trong top 10 trường đại học tốt nhất ở Vương quốc Anh. Hoàng tử William không phải là người duy nhất trong hoàng gia Anh có học vấn cao. Vợ của hoàng tử William là công nương Kate Middleton cũng tốt nghiệp Đại học St Andrews. Đại học St Andrews là nơi diễn ra chuyện tình lãng mạn của hoàng tử William với công nương Kate Middleton. Năm 2013, chính phủ Anh đã thay đổi các quy tắc truyền ngôi. Theo đó, con của hoàng tử William và nữ công tước Catherine thuộc dòng trưởng nên dù sinh ra là nam hay nữ cũng sẽ được thừa kế ngai vàng Anh sau bố của em bé, trong ảnh là phả hệ bốn đời hoàng gia Anh. Đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng của hoàng gia Anh là thái tử Charles, đứng thứ ba là hoàng tử George, con cả của hoàng tử William và công nương Catherine. Công chúa Charlotte là người thứ tư trong danh sách kế vị ngai vàng nước Anh. Khi tiểu công chúa Charlotte chào đời, người chú là hoàng tử Harry từng đứng thứ 3 trong danh sách kế vị. Tuy nhiên, khi tiểu công chúa chào đời, hoàng tử Harry xếp thứ 5 trong danh sách kế vị ngai vàng.